Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 1961, 26 tháng 12 2016. Đây là dịp để các cấp, các ngành đánh giá lại hiệu quả của các chính sách dân số với việc phát triển kinh tế xã hội. Một trong những điểm nhấn nổi bật được triển khai khá hiệu quả trong thời gian qua chính là mô hình cụm dân cư không sinh con thứ ba, ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Huế trong phần cuối chương trình. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Chín và chị Nguyễn Thị Mai Anh cùng độ tuổi 40 và đã có hai con. Một cháu hiện đang theo học đại học, một cháu học cấp 2. Mặc dù hoàn cảnh kinh tế khá giả, anh chị vẫn quyết định không sinh thêm con. Cho tương lai con được sung sướng, mình được sướng mà con được sướng. Thì nuôi dạy con cho đàng hoàng cái đống con, còn mình khổ mà con khổ. Mặc dù có con một bề, nhưng vợ chồng anh chị Trần Thị Thanh Phước ở địa chỉ 38A Điện Biên Phủ làm nghề may vẫn quyết định không sinh thêm con. Áp lực từ gia đình chồng là rất lớn, nhưng anh chị vẫn quyết định tập trung kinh doanh, nuôi dạy con sao cho tốt. Nói chung là hai vợ chồng là thống nhất với nhau khi đã cưới, nói chung là phân biệt là trai gái gì hết, mà chị nói chỉ cần là sinh con là nuôi con được khỏe, về nói chung là cho ăn học tại nơi tại chỗ và có sức khỏe là tốt. Năm nay tổ 6 phường Phường Đúc, thành phố Huế là một trong hai cụm dân cư được đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận và khen thưởng với thành tích 5 năm liền không có sinh con thứ ba trở lên. Đây là kết quả nỗ lực không ngừng của chi bộ, tổ dân phố, công tác viên dân số cũng như nhận thức, ý thức chấp hành của người dân trong tổ. Hiện tại đến bây giờ thì các gia đình là thay đổi nhận thức, là các em mà nằm trong độ tuổi sinh sinh đẻ thì là nhận thức rất cao về cái sinh hai con, với thứ nhất là nuôi dạy các cháu cho tốt và các cháu trưởng thành. Cái thứ nhất hết đó là cái vai trò của chính quyền và đảng và chính quyền của người của địa phương đó. Cái thứ hai là cái tầm quan trọng của nhận thức của người dân phải được nâng lên. Và ý thức của người dân rằng là phải từ thay đổi hành vi để mà chấp nhận cái mô hình một đến hai con, không có người sinh con thứ ba trở lên. Năm 2016, trong điều kiện con gặp nhiều khó khăn, kinh phí từ nguồn chương trình mục tiêu y tế dân số cắt giảm, nhưng công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình vẫn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Các chỉ tiêu thực hiện về dân số, kế hoạch hóa gia đình đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, tỷ lệ sinh con thứ ba giảm rõ rệt so với năm 2015. Mô hình xã phường cùng dân cư không có người sinh con thứ ba trở lên tiếp tục phát huy hiệu quả với 1.032 trên 1.373 cụm dân cư duy trì hoạt động. Mô hình được cộng đồng dân cư quan tâm, hưởng ứng, có tác động giảm sinh, giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên. Điều này từng bước góp phần nâng cao chất lượng dân số tỉnh nhà một cách bền vững.